Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024, người hâm mộ không khỏi phấn khích khi chứng kiến những cặp đấu cân tài cân sức của những đội bóng hàng đầu châu Âu. SP Live Channel. Đương kim vô địch Manchester City đối đầu với kỷ lục gia của giải đấu là Real Madrid. Trận đấu được coi là chung kết sớm. Arsenal tranh tài với đối thủ đầy duyên nợ là Bayern Munich. Paris Saint-Germain cũng đại chiến kình địch nhiều năm là Barca. Còn Atletico và Dortmund là cặp đấu của những ngựa ô tại giải đấu. Và quả thực, các trận đấu này đã không làm người hâm mộ thất vọng. Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid bị Manchester City dẫn bàn từ phút thứ 2 trước khi ghi liền 2 bàn thắng để ngược dòng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Man Xanh cũng ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn 3-2. Nhưng siêu phẩm của Federico Valverde đã khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3 đều. Trên sân Emirates, Arsenal cũng dẫn bàn từ rất sớm từ phút 12 do công của Bukayo Saka, nhưng lại để cho Bayern ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của Gnabry và Harry Kane. Phải tới phút thứ 76, Leandro Choza mới ghi bàn giúp pháo thủ có được trận hòa 2 đều. Tới rạng sáng nay ngày 11 tháng 4, những kịch tính vẫn chưa kết thúc. Dù Paris Saint-Germain được thi đấu trên sân nhà nhưng lại để cho Barca mở tỷ số trước, họ ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 2 để dẫn ngược lại 2-1. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thất bại 2-3 đầy cay đắng. Trận đấu giữa Atletico Madrid và Dortmund cũng diễn ra đầy hấp dẫn. Đội chủ nhà dẫn trước 2-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng đã phải toát mồ hôi khi Haller ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội khách ở phút thứ 81. Rất may là Rodri Blancos vẫn có thể bảo toàn được tỷ số. Không chỉ gay cấn và kịch tính, các trận lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024 còn chứng kiến những cơn mưa bàn thắng khiến người hâm mộ không thể nào quên. Cụ thể, trận đấu Real Madrid với Manchester City chứng kiến tới 6 bàn thắng được ghi. Trận Arsenal với Bayern Munich cũng có 4 bàn. Man City giữa Paris Saint-Germain và Barca cũng có 5 pha lập công. Và ít nhất là trận Atletico với Dortmund với 3 bàn thắng. Hai ngày thi đấu vừa qua đã xô đổ một kỷ lục đã tồn tại hơn một thập kỷ trước. Cụ thể, đã có tới 18 bàn thắng được ghi trong các trận tứ kết lượt đi tại Champions League mùa giải năm nay. Đây là con số nhiều nhất kể từ mùa giải 2010-2011. Đáng chú ý là có rất nhiều những bàn thắng đẹp trong số này. Có thể kể đến những siêu phẩm của Bernardo Silva, Phil Foden, Josko Gvardiol, Rodrigo và Federico Valverde ở trận Real Madrid với Manchester City, pha phối hợp dẫn tới bàn thắng của Leandro Choza ở trận Arsenal với Bayern, hay pha solo của Ousmane Dembele ở trận Paris Saint-Germain với Barca. Dù mới chỉ là lượt đi vòng tứ kết, nhưng Champions League mùa giải 2023-2024 đã chiêu đãi người hâm mộ những trận đấu vô cùng đáng nhớ và hy vọng lượt về sẽ có những khoảnh khắc ấn tượng như vậy. Lượt đi đã khép lại với những màn trình diễn điên rồ. Có chàng điều mà người ta cảm thấy thất vọng nhất đó chính là không có bàn thắng nào dành cho Kylian Mbappe, sự biến mất của Erling Haaland và Jude Bellingham. Đã có những lợi thế cơ bản dành cho các đội bóng sau lượt đi này, cùng với đó là cửa đi tiếp sẽ thay đổi sau lượt trận vừa qua. Vậy đâu sẽ là đội bóng có cửa đi tiếp cao hơn? Đây chỉ là nhận định cá nhân và không hoàn toàn là sự khẳng định nào cả. Bây giờ hãy cùng tôi phân tích cửa đi tiếp của các ứng viên sau lượt đi này nhé. Ở cặp đấu Real Madrid và Manchester City, việc hòa nhau 3 đều tại sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid rõ ràng là một thành công lớn đối với Manchester City. Mặc dù đây là mùa giải không còn tính hiệu số bàn thắng sân nhà sân khách, nhưng hòa với một Real Madrid có lợi thế sân nhà, nó giống như một chiến thắng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vậy. Xét về khía cạnh lịch sử, đang khá giống với mùa giải năm trước. Ở bán kết C1 mùa giải 2022-2023, Real Madrid và Manchester City hòa nhau một đều ở sân nhà Bernabeu. Nhưng ở trận lượt về trên sân Manchester City, The Citizen đã đánh bại Real với tỷ số rất đậm, đó là 4-0. Chính vì vậy, lợi thế được chơi trên sân nhà là một lợi thế cực kỳ to lớn. Nhưng với màn trình diễn vừa rồi của Real, cửa đi tiếp ở trận đấu này vẫn còn rất khó lường. Thống kê đang nghiêng hẳn về Manchester City, nhưng với cá nhân tôi vẫn nghĩ Real sẽ làm nên chuyện trước Manchester City. Arsenal và Bayern Munich, cặp đấu cùng giờ này cũng có kết quả hòa 2 đều trên sân của pháo thủ. Với việc đã quá lâu không tham dự C1 và cũng quá lâu rồi không được thi đấu ở một trận tứ kết Champions League, Arsenal phần nào đã bị một đội bóng kinh nghiệm hơn, đó là Bayern Munich, làm khó ngay tại thánh địa của chính pháo thủ. Ở trận lượt về trên đất của hùng xám xứ Bavaria, hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Khả năng đi tiếp ở trận lượt về dành cho Bayern Munich là lớn hơn rất nhiều. Cho dù ở giải quốc nội, họ gần như không còn cơ hội cạnh tranh trước vô địch. Vậy nên, C1 là đấu trường mà Bayern Munich sẽ nghiêm túc chinh chiến để thoát khỏi một mùa giải trắng tay. Khả năng cao, vé đi tiếp vẫn sẽ thuộc về tay của hùng xám. Và tỷ lệ này khá giống với cặp đấu Real Madrid và Manchester City. Nhưng cho dù đó là những dự đoán và thống kê thiên về đa số, thì hai cặp đấu trên vẫn khó lường và hứa hẹn trận lượt về sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Đội bóng nào vấp phải dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến cho họ phải ôm hận ngay lập tức. Đêm qua đã diễn ra hai cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết Champions League còn lại giữa Barca và Paris Saint-Germain.
Cùng với cặp đấu giữa Atletico Madrid và Dortmund, hai cặp đấu đã có kẻ thắng và người thua. Atletico Madrid đã có chiến thắng 2-1 ngay tại sân nhà Wanda Metropolitano trước đội bóng đến từ vùng Ru để có lợi thế trước khi trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Mùa giải này là mùa giải Atletico Madrid được mệnh danh là học sinh vượt khó, khi trước đó họ cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được một Inter Milan đang có phong độ hủy diệt. Bản lĩnh và sự tinh quái của huấn luyện viên Simeone đã giúp cho Atletico thoát khỏi thảm cảnh chết hụt. Và người xưa thường có câu, kẻ chết hụt thì thường sống dài. Atletico rơi vào bảng đấu dễ thở hơn ở tứ kết khi chỉ phải tiếp đón một Dortmund đang không được đánh giá cao về lực lượng cũng như phong độ. Tấm vé đi tiếp sẽ là rất xứng đáng cho Rodri Blancos. Thậm chí là có thể một lần nữa được chơi ở trận chung kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu như Barca có thể đánh bại Paris Saint-Germain và gặp Atletico ở bán kết. Vì Barca luôn là một đội bóng mà Simeone đã quá hiểu ở La Liga rồi. Nhắc đến Barca, rõ ràng chúng ta phải dành lời khen cho đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Hernandez. Khi ở mùa giải năm nay, mặc dù quốc nội không còn nhiều khả năng vô địch, nhưng với thành công khi vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã unlock được khá nhiều tài năng trẻ và đang cho thấy những thành quả từ việc tận dụng các tài năng của La Masia. Điển hình có thể kể đến hai ngôi sao đang chơi rất hay ở trận tứ kết đêm qua, đó là Pau Kubasi và Lamine Yamal. Thành công của Blaugrana đêm qua với chiến thắng 3-2 trước gã nhà giàu nước Pháp ngay tại Parc des Princes có công rất lớn của Pau Kubasi. Tài năng trẻ năm nay mới chỉ 17 tuổi đã thi đấu xuất sắc và khóa chặt mũi nhọn đáng sợ nhất bên phía hàng công của Paris Saint-Germain, đó là Kylian Mbappe. Qua đó khiến cho Paris Saint-Germain mất đi lợi thế khi để thua ngay tại sân nhà. Và chuyến hành quân sau đây một tuần tới sân vận động Spotify Camp Nou sẽ là một chuyến hành quân lành ít dữ nhiều cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique. Barca sẽ tận dụng lợi thế chiến thắng và sân nhà để có thể giành tấm vé chơi trận bán kết và đối thủ có thể sẽ là Atletico. Như vậy, lượt đi tứ kết đã khép lại với 18 bàn thắng, những siêu phẩm và kịch bản điên rồ. Mỗi cá nhân chúng ta đã có những dự đoán, nhận định riêng về cửa đi tiếp của 8 đội bóng đại diện cho 4 nền bóng đá. Còn ý kiến của các bạn là như thế nào? Những đội bóng nào mới là đội bóng có cửa đi tiếp cao hơn? Hãy để lại nhận xét và ý kiến ở phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Epilife Channel. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ ekip ra nhiều video mới. Nếu muốn làm video về chủ đề nào, hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.